trước mỗi lần con dẫn ai về á, mẹ đều chơi lên chơi xuống. Nhất định tất nào con sẽ về thăm ba. Mẹ, con biết rồi. Nói chung là con gái của ba không có ế được đâu. Sao ạ? Tết này dẫn người yêu về hả? Sơn Hùng Minh cùng Trương Thảo Nhi xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và nhớ là những ai đang tìm kiếm một nửa của mình sẽ thật là nhiều may mắn nha. Đặc biệt, để có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa Tết này, các bạn hãy tẩu ngay cho mình chiếc Sony Xperia XA và Sony Xperia XA Ultra. Không những chụp hình đẹp mà còn lại sắc nét, ngay cả khi thiếu sáng. Không tin phải không? Tại vì lúc nãy Sơn Hùng Minh và Trương Thảo Nhi cũng đã tự sướng cùng với chiếc điện thoại Sony Xperia XA Ultra này, phát hiện ra là camera trước tới 16 megapixel lần đó, chụp hình rất là sắc nét và lung linh. Chưa hết, mà Sony Xperia XA Ultra và Sony Xperia XA còn có thể đem về cho các bạn rất là nhiều phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ, nhãn hàng Sony và từ Thế Giới Di Động. Rất đơn giản, các bạn có thể tậu ngay cho mình một chiếc điện thoại Sony Xperia XA cũng như là Sony Xperia XA Ultra này tại Thế Giới Di Động với lãi suất 0%
và được tặng một ốp lưng xinh xắn. Rút thăm may mắn để có thể trúng những phần quà hấp dẫn: 3 TV Sony 75 inch, 50 máy PS4 và 100 tai nghe Bluetooth nữa đó. Có phải rất là hấp dẫn đúng không? Chương trình được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2017. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ tại website www.thegiidong.com. Còn chân chơi dây nữa, hãy đồng hành cùng bộ đôi Sony Xperia XR và Sony Xperia XR Ultra này tại Thế Giới Di Động. Còn bây giờ thì Sơn Minh và Trương Thảo Nhi xin phép là đi kiếm một góc nào đó để selfie tiếp đây. Bye bye. Bye bye.